ban giám khảo, em tên là Lê Lo, năm nay em 24 tuổi. Em xin kính chúc ban giám khảo một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Hôm nay em rất vui khi khoác lên mình chiếc áo dài này để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Em chọn chiếc áo dài này vì chiếc áo dài này với họa tiết muôn sắc hoa rực rỡ mang đến không khí của một mùa xuân rộn ràng và tràn đầy sức sống. Mỗi khi em mặc chiếc áo dài này, em cũng như mang theo cả một mùa xuân tươi vui và một năm mới phồn thịnh, sum vầy và hạnh phúc cho mọi nơi, mọi nhà. Trong không khí đất trời vào xuân, cảnh sắc tươi mới, chiếc áo dài góp phần mang đến không khí mùa xuân tràn đầy sức sống. Với họa tiết muôn hoa nở tươi tắn, hoa đào rực rỡ sắc màu, tô điểm cho mùa xuân đang đến. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu hạnh phúc, cúc đỏ dịu dàng đầm thắm mang đến may mắn. Ba loài hoa này đều mang nét đẹp tao nhã và thanh cao, mở đầu một năm mới nhiều may mắn, tươi vui và rộn rã. Không chỉ đem đến không khí mùa xuân, mà chiếc áo dài còn là một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam và cũng là một nét văn hóa gói trọn tinh thần dân tộc Việt Nam. Chiếc áo dài như lời nhắn nhủ chúng ta, dù làm việc gì, ở bất cứ nơi đâu cũng vẫn nhớ về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.